Chào bạn, giới thiệu với anh em bộ đầu cốt dùng để nối dây điện. Cái này của Elora, thực ra thì Elora họ không có sản xuất cái này, một hãng khác sản xuất cho họ, thì họ bán kìm thì họ bán thêm cái này thôi, thì bạn phải có thêm một cái kìm bấm cốt nữa. Thì cốt thì có rất là nhiều thể loại, riêng cái mã hàng 466S 4.0 này thì là loại cốt dùng để nối đầu dây, thì bỏ trong một cái hộp như thế này. À, một hộp như vậy thì mỗi một cái khoang ở trong đây này nó sẽ chứa một kích thước đầu cốt khác nhau. Ví dụ như lớn nhất của nó là 0.75 thì là 400 cái. Lớn nhất đây mà nó sẽ giảm dần. 2.5 mm này. 4.0 này. Mình xoay cho đúng, mình xoay đúng này, đã xoay như vậy. Xoay như vậy nó sẽ đúng này. Thì cái chỉ số trên này nó tương ứng với đường kính của cái cốt ở trong đây, thì bạn xỏ hai cái dây điện mà nó bị đứt ấy. Bạn xỏ ở đây là bạn lấy kìm bạn bấm lại thì nó sẽ nối lại cái đầu dây. À, thì ở đây nó có cái rất hay là mình không có lấy nó ra được, bởi vì là khi mà chúng ta dùng thì chúng ta phải nhấn gãy cái này, giống như cái gang tì là cái siêu gì đó, bạn phải nhấn gãy cái này, sau đó bạn xoay cái này tới đúng cái mình cần thì bạn sẽ lấy nó ra được. À, thì nó không có lớp lớp lẫn vào nhau. Nhưng khi mình dùng bạn nhấn này, cái này của khách đặt nên là mình mượn tiện thể là mình review để anh em xem thôi. Thì ở đây nó có 1, 2, 3, 4, 5, 5 loại thì nó khoảng 1.150 cái. Nhưng mỗi một cái ở trong đây nó có một cái số lượng khác nhau, thì đáng lý kể người ta khắc cái số lượng vào đây nữa thì hay, nhưng mà thực ra thì không cần thiết. Nó thì nó không có lấp lẫn qua nhau được. À, bạn dùng ha, bạn nhấn ở đây, lấy tay bạn nhấn ở đây cái nào nó gãy hai cái, gãy ba cái khớp còn lại này là mình sẽ xoay tương ứng tới đây rồi mình lấy nó ra. Rồi bạn bấm 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 cốt. Đơn giản cốt này là bằng nhôm. Thì tùy theo đường kính của cái dây lõi dây điện đó thì bạn sẽ chọn tương ứng thôi. Cái này nó cũng đơn giản, không có gì khó. Khe đây là bạn nhấn cái là nó gãy, hoặc là bạn lấy cái tô vít bạn chèn vào cái khe đó, bạn bẫy lên cạy lên cái là xong thôi. Eura họ bán cái này gọi là bán bia kèm lạc, họ bán chính là cái kiềm bấm cốt.